Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của mình Thu Loan. Hôm nay là Thu Loan luộc một món trứng lộn nha cả nhà. Trời không mưa quá rồi cũng se lạnh á, tự nhiên mình thèm một món trứng vịt lộn nóng ha. Clip trước thì mấy tháng trước mình cũng có luộc, mình cũng có lên YouTube một lần, mà nhưng là mấy tháng rồi, bây giờ lâu quá mình cũng thèm. Bữa nay mình lại thực hiện lại một món trứng vịt lộn. Mình luộc lên là mình với mấy đứa nhỏ ở nhà nó ăn ha. Thì mình cũng có mua 15 cái trứng đó nha. Trứng vịt đây là trứng vịt lộn, cũng là mình biểu thì bán á, lựa cho mình trứng vừa chứ cũng không có dè lắm. Trứng trứng đây mà cả 50.000 một chục thì cũng rỉ chứ đâu có mắc ha. Trứng cũng to nè, mình mua được 15 cái à, ngon luôn. Thế bây giờ mình rửa nha, rửa sạch sẽ rồi mình luộc. Khi mình rửa mình lấy miếng chè son mình chè cho nó sạch ha, cho nó rem bớt cái đất. Không dám chì mạnh cả nhà, sợ nó bể. Mình sẽ rửa tiếp tục hết 15 cái trứng này luôn nha. Bây giờ mình rửa sang bên nước thứ hai nữa. Mình chè trứng mình nó sạch trắng rồi ha. Giờ cái trứng mình đã rửa xong hết ha. Khi mình luộc trứng là mình kèm với một miếng gừng nha cả nhà. Một miếng gừng như là một chiếc ớt. Nó có cái mùi vị gừng nó thơm. Tại mình thì không có sả. Nếu có nhà có sả thì bỏ thêm sả vô nữa thì nó tạo lên cái mùi thơm của cái trứng ha. Bây giờ mình luộc cái trứng này nha. Còn mình ăn thì mình ăn kèm với rau răm. Còn cái củ cà rốt đây là chuẩn bị mình sắc, mình ngâm chua ngọt để mình ăn kèm với trứng như cả nhà cho nó ngon. Nãy giờ mình cũng cắt cà rốt rồi ha. Rồi cà rốt này là mình ngâm chua ngọt cả nhà. Mình ngâm ăn liền á, là mình ngâm giấm với là đường chứ mình không có nấu. Còn rau răm này mình cũng sơ chế sạch sẽ ha. Rồi mình luộc trứng nha. Đây mình cũng cắt gừng với ớt ra sẵn rồi. Mình luộc trứng thì mình cho vào đây một muỗng muối, 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt, rồi mình khuấy đều lên. Mình nóng mà mình bỏ gia vị cách này thì mình ăn lên cái trứng của mình á, mình hấp cái nước nó rất là ngon cả nhà, nó không có lạc, nó mặn mà cái trứng của mình nó ngon hơn, nó tạo cái trứng có mùi thơm. Mình cho gừng với là ớt vào đây luôn nè, khi mình nấu lên thì trứng mình nó thơm ha. Có cái vị cay, nếu mà cái nhà có sẻ thì bỏ thêm một ít sẻ nữa. Thì mình cho 15 trứng vào luôn một luộc. Trứng là mình không đậy nắp nha cả nhà. Nhiều khi mình đậy nắp, khi trứng nó sôi quá thì nó sẽ bung cái vỏ ra ha, nó sẽ bể trứng. Nên mình không có đậy nắp nha. Tiếp theo mình sẽ ngâm dưa chua nha. Dưa chua thì mình cho vào đây 1 gốc muỗng muối. Khi mình ngâm là mình ngâm giấm như cả nhà, mình ngâm giấm gạo thì cái chua của mình nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng đường dung ha. Tiếp theo mình sẽ cho 3 muỗng giấm. Chàng vài muỗng mình cho lưng lại. Rồi mình sẽ trộn lên, rất là đơn giản lắm cả nhà. Đây là mình ngâm mình ăn liền nên mình không có cần là phải nấu giấm nồi với nấu đường ha. Cái nhà để trong vòng 20 phút là nhà đã ăn được rồi. Rồi mình để nắp mình để qua một bên ha. Mình sẽ canh chừng nồi trứng. Thỉnh thoảng mình sẽ trộn lên để cho cái cà rốt mình nó thấm với gia vị nha. Bây giờ mình sẽ làm muối chanh. Cho vào đây 1 muỗng muối nè, với 3 muỗng đường, 3 muỗng đường dung luôn.
Rồi mình còn ít bột ngọt trong thổi mình cho hết luôn ha. Rồi tiếp theo mình cho tiêu vô, cái tiêu vô thì nó thơm nha cả nhà. Cho ớt vào đây luôn, gọi là muối tiêu chanh ớt á. Ăn hai thứ vô cho nó ngon. Rồi mình sẽ trộn đều nó lên. Làm mà đơn giản gọn lẹ thôi. Mình bắt chanh vô luôn. Mình để sẵn be miếng chanh này. Ở đây mình dùng chanh không hột ha. Nhà mình toàn ăn chanh không hột luôn. Rồi mình đã xong chén muối chanh ha, mình bỏ qua một bên. Rồi chuẩn bị mình sẽ canh chừng nồi, mình canh chừng nồi trứng ha, mình coi nó chín chưa mình vớt ra. Cái trứng của mình nãy giờ cũng cỡ 20 phút ha, nó cũng sôi cỡ 20 phút rồi, bây giờ mình vớt ra luôn nha. Để cho nó ráo mình cho ra dĩa luôn. Mình luộc trứng thì cho nó chín ha. Chín thôi cho mình để nó sôi quá cho nó khô á. Khi sôi quá nó khô cái nước trứng của mình nè. Mình canh mà khi mà trứng nó chín là mình vớt ra, chứ mình đừng để trên bếp quá. Rồi nó đầy quá mình bỏ ra thêm ra rổ. Lấy cái rổ mình vớt ra thêm cho nó hết luôn ha. Lại mình coi dưa chua của mình chua chưa ha. Nãy giờ mình ngâm cũng là gần 30 phút rồi đó. Có thể mình ăn sớm một xíu cũng được, không sao hết. Nó cũng mau chua lắm cả nhà. Thấm mà. Rất là ngon luôn. Chua chua ngọt ngọt, mặn mặn. Rồi bây giờ mình vớt ra dĩa luôn nha. Mình luộc trứng xong đi cả nhà. Rồi bây giờ mình dọn mình ăn hai chén này hồi nãy để mình làm chụp hình á. Mời cả nhà ăn trứng lột với mình nha. Ngọt lắm đó nha. Mình cho gia vị vô cái trứng của mình nó ngọt, nó thơm đậm đà lắm. Ngon à. Không biết mình ăn được bao nhiêu trứng này mới đâu. Mình ăn chừng nào mà cho nó đẻ thì mình thôi. Lâu quá mình không ăn được, thèm lắm. Có nước mà nước của nó ngọt tươi luôn. Mình cho gia vị vào nước nó thấm vào trứng ngon lắm. Mình ăn trứng là lúc nào phải có dưa chua không? Dưa chua mình ăn vô tạo cái trứng của mình nó ngon, nó không bị ngán không? Còn mấy ngày thì Tết cho mấy cái nhà. Mau ghê. Mình chưa làm tắt tay gì hết, vẫn để bình thường. Mình ăn tết trễ cũng được, ai có tiền thì ta ăn tết sớm ha. Lột trứng bị ngược đầu ấy nha. Cái chị nằm phía trên. Mấy cái nhỏ nhà nó thèm nó mua nó ăn chứ. Thèm thì mình ra mình mua gì mình luộc mình ăn cho nó đẻ thôi.
mình ăn trứng thì mình phải bỏ vô chén nhỏ đi nè. Chứ nếu mà ăn mà lột hết bỏ vô cái chén mình thấy mình ớn đó nha, thấy đầu thấy chân rồi á, mình ngán, mình sợ mình dám ăn nè. Mình ăn tiếp tục, mà không biết mình ăn cỡ được bao nhiêu trứng ha. Thường thường là mình ăn hai trứng mình ngán à, mà bữa nay là mình ăn trứng thứ ba rồi đây, trứng là trứng thứ ba đây. Ăn trứng là thích hấp cái nước của nó ngon, nó béo. Ở Khánh Hòa mình mưa quá trời, rồi 2 ngày 3 ngày đi mưa, 3 ngày đi mưa liên tục hết cả nhà. Nãy giờ là thấy như im bớt ra, giảm mưa rồi đó. Mình ăn cái trứng đây nó hơi về ra con, hai trứng hồi nãy thì nó vừa. Mình ăn nóng thì nó mới ngon, trứng thì nóng lắm. Mình cũng thích ăn cái món trứng là nấu lẩu cái nha. Bữa nay mình sẽ làm một món lẩu trứng vịt lộn mình ăn. Biết rồi. Mắm ấy mình làm, mình cách mình làm vừa ăn á. Chắc có lẽ mình ăn trứng thứ tư nữa. Thời giờ mình mua là lâu lâu mình mua là mình ăn là chỉ 2 trứng thôi nha. Cái nhà mình nấu là mình sẽ ăn là 4 trứng nè. Mua rổ rau răm này hơi nhiều quá, cái 2.000 à, 2.000 mà mình lặt ra rổ rau luôn. Mình mua cái nơi người ta bán trứng á, là sẵn thì người ta bán rau răm luôn á. Nước ngọt á. Xe rau răm nè, ăn với trứng vịt cả nhà. Đại trứng vịt độn nó thường thường là 5 mét. Nên thường thường ăn rau răm là nên ăn trứng độn phải kèm rau răm cho. Rồi canh nó nóng bớt đi. Rau răm này nó nóng chứ không có mét nào. Cái mét với cái nóng nó hòa hợp lại. Nên nhiều người yếu yếu mà ăn mấy cái trứng độn không nó cũng bị trúng á. Rất lãng nè cả nhà. Cái trứng này mà nó về là nó có cục chì, mà cái trứng nó non thì nó không có cục chì bao nhiêu hết á. Hệ như cái trứng này nó về nè, mình ăn xong 4 trứng này video của mình nó dài. Có thể mình ăn 2 trứng nữa là nửa chục hết á nha. Bữa nay mình ăn vé chỉ tiêu luôn. Hồi giờ là lâu lâu con mình đã mua ngồi mình ăn chừng 2 trứng à. Thôi để dành cho mấy đứa nhỏ chứ, mình ăn nữa là mấy đứa nhỏ nó không có ăn. Video của mình đến đây kết thúc.
Cảm ơn cả nhà vừa qua và xem kênh ủng hộ mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye cả nhà.